lắng nghe những câu chuyện nhỏ để thấy trái tim ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi. Qua dặm cuộc đời. Thói quen. Nhanh nào chàng trai, hôm nay phiên chợ ta nên tới sớm một chút. Dạ. Cha ơi, có khúc cua đấy. Với cha, nhưng đừng quên việc học hành đấy nhé, chứ không lại đánh xe cả đời giống cha bất. Con muốn giống cha mà. Cha ơi, khúc cua đấy. À, suýt nữa cha quên mất, ngày mai cha có chút việc phải đi sớm, con tự đánh xe ra chợ nhé. Trời ơi, con đã tự làm việc này bao giờ đâu? Con không làm được đâu cha ơi. Chưa làm bao giờ không có nghĩa là không làm được con à. Đi đi, đi, đi đi, bò ơi. Đi đi, đi đi, đồ, đồ. Ngu như bò. Hừ, 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 hừ. Cha ơi, con biết làm gì bây giờ đây hả cha? Cha ơi, khúc cua đấy. Cha ơi, khúc cua đấy. Chờ, chờ tao đã. Bò ơi, chờ tao đã. Cái gọi là thói quen chính là quán tính của hành vi. Quán tính này không thể sờ, không thấy được, nhưng lại có uy lực rất lớn. Rất nhiều người không nhảy ra khỏi vòng kim cô của nó. Thói quen là một sức mạnh ngoan cố và lớn lao. Nó có thể điều khiển cuộc sống và số phận của con người.